táo mèo bà con, táo mèo nó rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Khi ta sử dụng ta ăn táo mèo, nhưng mà riêng có một số người bà con nha, một số người như thế này vui lòng đừng ăn táo mèo để nó tốt cho căn bệnh của mình. Bởi vì ăn vô thì căn bệnh của mình nó làm cho lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho số người này. Đừng ăn táo mèo bà con nha. Đó là những người không nên ăn táo mèo, là người có bệnh dạ dày, người có bệnh tiêu hóa, người có bệnh vàng da, hỏng men răng, hệ thần kinh, tim mạch, bà bầu, phụ nữ cho con bú, say rượu và uống rượu là vui lòng không nên ăn táo mèo bà con à. Không nên ăn táo mèo. Đó là những người có bệnh dạ dày, bệnh tiêu hóa, người có bệnh vàng da, hỏng men răng, hệ thần kinh, tim mạch, bà bầu, phụ nữ cho con bú, say rượu và uống rượu vui lòng đừng ăn táo mèo, để bệnh mình nó nặng thêm, sức khỏe của mình nó xấu thêm. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó giảm kích thích đường ruột, nó cầm tiêu chảy, giảm nhu đường ruột, kiết lỵ, kháng khuẩn, giảm động mạch vành, đau nhức ở ngực, cường tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, wow, tốt cho tế bào gan, hạ huyết áp, giảm béo phì, tốt cho người béo phì, hệ miễn dịch, trấn tĩnh an thần, viêm ruột cấp, dung sáng, sáng dung là nó cũng giảm được tốt. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Nó tốt chúng ta chỉ ăn không quá 8 trái một ngày. Ăn 6 ngày liền thì phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào.